Nay gieo một hạt giống lành, ngàn sau hưởng quả khiết thanh niềm màu. Katina bắt nhịp cầu, đưa người qua chốn bể dâu vô thường. Mời tất cả các Phật tử đang còn ở bên ngoài vân tập về trước mặt Đức Bổn Sư để chúng ta cùng nhau tụng kinh Tam Bảo để buổi lễ sẽ được bắt đầu. Và tất cả chúng con xin hành kính đảnh lễ Tam Bảo ba lại. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sanh giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền quặn nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền quặn các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm quặn ruộng vườn, chư già xoa càng tháp bà cùng long vương dưới nước trên bờ. Xin thỉnh hội hợp lại đây, lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bụt Ha Sa. Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tô Sam Bụt Ha Sa. Nam mô Tát Sa Phật Ca Va Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bụt Ha Sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Cát Qua đó. Ngài là bậc A Ra Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính, ngài là bậc A Ra Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Cát Qua đó. Ngài là bậc A Ra Hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Itibiso Phật Ca Qua Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sambanno Anuttaro Burisa Dhamma Sarati Sattha Deva Manusa Nang Buddho Phật Ca Qua Ti. Sakato Phagavata Thammo Sandhitiko Akaliko Anandiko Acha
Tê sơ ban tê ban nô phá ga wa tô sa wa ka sang khô. Ô chú ban tê ban nô phá ga wa tô sa wa ka sang khô. Chị ban tê ban nô phá ga wa tô sa wa ka sang khô. Dạ đi đăng cha ta rì bù rì sa yu ga ni a tha bù rì sa bung ga la e sa phá ga wa tô. Hù nay vô đăng khi nay vô anh cha li ca ra ni vô a nốt ta răng buôn nha khe tăng. Văn đà mi chê ti dân sa băng sam bà thá nê sô bà ti thi tăng sa ri rì ca tha tu ma ha bộ thinh bộ tha rô băng sa ca lăng sa đa văn đà mi chê ti dân. Rê ca ta tu ma ha bo thinh bo tha ru băng sa ca lăng sa đa văn đa mi chê thi văn sa băng sam ba tha nê su ba ti thi tăng. Văn na gan tha gu no bê tăng ê tăng cô su ma san ta tin bu cha ya mi mu ni da sa si ri ba da sa ro ru he bu che mi bu thăng cô su mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hon tu mau khăn bùm phạm mi la ya ti ya ta y đam mê ca yon ta tha ya ti vi na sa pha vam văn na gan tha gu no bê tăng ê tăng cô su ma san ta tin bồ cha gia mi mu ni đa sa si ri ba đa sa ro ru he bồ che mi tham măng cô su mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hon tu mau khăn bùm phạm mi la gia ti gia ta y đam mê ca yo ta tha gia ti vi na sa pha vam quan na gan ta u no bê tăng cô sơ ma san ta tin bu cha ya mi mu ni da sa si ri ba da sa ro ro he bu che mi sang hăng cô sơ mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hon tu mau căng bùm phạm mi la ya ca yo ta tha ya ti vi na sa pha vam akasatha cha phum ma ta đề quá na ga ma hi ti ca akasata cha pamata devana gamahitika bunyang no tu no garo akasata cha pamata devana gamahitika bunyang no anumodan tu chirang rakang tu nya ta yo akasata cha pamata anu mô đăng tức chi răng rắc căng tàu ba ni nô a ca sa tha chấp phum ma tha đề quá na ga ma hi ti ca buôn nhăng nô y đăng nô nha ti năng hô tu su ki ta on tu nha ta vô y đăng quá ta mê buôn nhăng a sa qua ca gia hòa hằng xa thụ lành thay. Vào giờ này là giờ thuyết pháp, chúng con xin cung thỉnh ngài Sayado Ute Chinda đảm nhận một thời pháp thoại đến hội chúng. Xin mời cái lối đi giữa này nè, tới cái cầu tre đó, mình đứng lên một bên để cho cái lối đi cho pháp sư. Mưa rơi từng giọt giọt thôi, khe mương trăm nẻo đến hồi thành sông. Làm thiện với trái tim nồng, đến khi phước trổ hư không cũng tràn. Sáng hôm nay là một ngày vô cùng hoan hỷ, khi thiền viện Nguyên Không
đón chào cung kính đảnh lễ các đại trưởng lão đến từ Myanmar. Chư Tăng Tôn Đức là trụ trì các tự viện, thiền viện trên đất nước Việt Nam, cũng đón chào quý cô tu nữ đến từ các tự viện cùng chư Phật tử gần xa trên khắp đất nước Việt Nam cũng vân tụ về đây dự đại lễ dân y Katina. Nguyện cầu hồng ân tam bảo chư thiên gia hộ đến cho tất cả, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui, mạnh khỏe, thành tựu được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, nhất là có trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, để cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Venerable sirs, distinguished guests, devotees, ladies and gentlemen, it is our delightful and honor to receive our Mahathera comes from Myanmar to join our Katina ceremony today. And we are all very delightful to welcome all the abbots, monks and nuns comes from many monasteries in Vietnam to join our Katina, Nguyên Không Katina ceremony today. And now we are joyful to welcome Venerable Ashin Techinda Shuomin Bago Seado for our Dhamma talk. Imina Sakarena, Bút Thăng, Chê Quá, Tham Manh Chá, Săn Khanh, Á Phí Bu, Chá Gia Mí. Với lòng tôn kính này, chúng con xin đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Ma Văn Bàn Tê, Sam Sa Ra Wat, Ta Đúc Kha Tô, Mô Cha Na Tha Gia, Ti sa ra nê na sa ha Banh cha si lăng Đam măng gia cha ma Anu ga hăng ca toa Si lăng đê tha Nô bàn tê Đu ti dâm bi Ma dâng bàn tê Sam sa ra vát Ta đúc kha tô Mô cha na tha gia Ti sa ra nê na sa ha Banh cha si lăng Đam măng gia cha ma Anu ga hăng ca toa Si lăng đê tha Nô bàn tê Ta ti dâm bi Ma dâng bàn tê Sam sa ra vát Ta đúc kha tô Mô cha na tha gia Ti sa ra nê na sa ha
banh cha si lăng đam măng gia cha ma anu ga hằng ca toa si lăng đề tha nô bàn tê. Kính bạch chư đại đức tăng, tất cả chúng con có nguyện vọng mong thoát khổ sanh tử luân hồi, nên hôm nay tất cả chúng con kính xin chư đại đức tăng từ bi tế độ, truyền thọ trì tam quy và ngũ giới cho tất cả chúng con lần thứ nhì, lần thứ ba. Nam mô Đà Mít Đăng Đề Tha. A Ma Bàn Tê. Nam mô Đại Sư Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Đại Sư Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Đại Sư Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi. Dutiyampi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi. Dutiyampi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyampi. Dutiyampi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi. Tatiyampi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi. Tatiyampi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyampi. Tatiyampi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Saraṇagamanaṃ paripaunaṃ. Āma bhante. Panatipata. Panatipata. Viramani sikkhapadaṃ. Viramani sikkhapadaṃ. Samādhiyāmi. Samādhiyāmi. Adinnādānā. Adinnādānā. Viramani sikkhapadaṃ. Viramani sikkhapadaṃ. Samādhiyāmi. Samādhiyāmi. Kamesu miccācaraṃ. Kamesu miccācaraṃ. Viramani sikkhapadaṃ. Viramani sikkhapadaṃ. Samādhiyāmi. Samādhiyāmi. Musāvādaṃ. Musāvādaṃ. Viramani sikkhapadaṃ. Viramani sikkhapadaṃ. Samādhiyāmi. Samādhiyāmi. Surāmeraya. Surāmeraya. Majjhapamādhadhana. Majjhapamādhadhana. Viramani sikkhapadaṃ. Viramani sikkhapadaṃ. Samādhiyāmi. Samādhiyāmi. Avamādhena sambādhita. Āmābhante. Sa thu lành thai. Thành tâm kính thỉnh chư thăng, từ bi thiết giáo, con hằng lắng nghe. Pháp như suối mát hàng tre, chảy vào tâm trí nhẹ nghe thoát phiền. Ngưỡng cầu Pháp Phật hiện tiền, cho con hiểu Pháp thoát miền vô sanh. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoán, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang,
thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ gia vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh Ngài thuyết pháp nôi đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni. Tôi mê cầu đặng trí tri vẹn toàn. Sa thụ lành thay. Sadhupaya, it is our honor and delightful to ask for your Dhamma talk. So please give us the Dhamma talk for the noble teachings of the Buddha so that we can know how to practice for the goodness, for the healthiness, and for the long life in the samsara to free from suffering. Sadhu, sadhu, sadhu. Sanghamathiji Pitomuto Ijandaya Sarophyajigu. ပြည့်ပြီတော့ခွင့်ပန်ဆောက်ထားပါတယ်ဗျာယခုကထိန်ပွဲမှာတရားဟောဖို့တာဝန်ပေးလာတဲ့အတွက်ပြည့်ပြီတော့အားတရားချီးမြှင့်ခွင့်ပြုတော်မူပါယံခြေတော်ဆုံးဥက္ကဋ္ဌရူတိစွာပัญจအပါတိဗျာနမောတာသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါသနမောတာသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါသ Today in Vietnam at the Nguyen Con Monastery, I was invited to attend the Grand Catena Robes Offering Ceremony. It is an honor to meet the Vietnamese Buddhists and Sangha and to have the opportunity to share the Dhamma, first and foremost. I would like to express my gratitude to Venerable Suchanda, Venerable Nagita, and all devotees of inviting me to this Grand Catena Robes Offering Ceremony. Hôm nay tại Việt Nam, tại Thiền viện Nguyên Không này, chúng tôi rất vinh dự được mở tham dự Đại lễ Dâng Y Catena và có cơ hội được gặp quý Phật tử cũng như là chư Tăng ở Việt Nam và được chia sẻ pháp thoại đến quý vị. Lời đầu tiên, chúng tôi xin được tri ân đến Đại Đức Suchanda và Đại Đức Nagita đã và cùng chư Phật tử đã thỉnh mời chúng tôi tham dự Đại lễ Dâng Y này. Almost all Theravada Buddhist monks and practitioners are aware of the importance of the robes offering ceremony. Here are 4 points to remember. Sangha. It must be a monastic community, not an individual. Chiwara. It includes the upper robe, the inner robe, and the double layer robe. Daika. Without a lay supporter, the robe offering ceremony cannot be accomplished. Therefore, a lay supporter with pure intentions is very important. Vinaya. If the Buddha's monastery code is not followed, the katina cannot be accomplished. Là chư tăng Phật tử của hệ phái Theravada, hầu như tất cả chúng ta đều biết rằng về cái ý nghĩa của lễ dâng y Catena, để có 4 chi phần cần lưu ý khi nói đến lễ dâng y Catena. Chi phần thứ nhất là chi phần về Sangha, có nghĩa đó phải là tăng chúng, không phải một cá nhân vị xuất gia nào. Chi phần thứ hai, Chiwara, bao gồm có y chính, y nội và y tăng giả lê hay là y hai lớp. Chi phần thứ ba, Dajika, nếu không có thí chủ thì cái lễ dâng y sẽ không thành tựu. Vì vậy, vị thí chủ với tác ý trong sạch cũng là điều rất quan trọng. Chi phần thứ tư là Vinaya, nếu như chư tăng không tuân thủ giới luật của Đức Phật thì lễ dâng y Catena cũng không thành tựu.
I have thoroughly explained the four important points mentioned above for the Sangha. Therefore, only when those four conditions are fully met can the Katina to accomplish. How about Satoria for lay devotees? Như vậy, tôi đã nói về bốn chi phần để thành tựu lễ dâng y ca thi ná đối với chư tăng. Khi bốn chi phần này được thành tựu thì lễ dâng y ca thi ná sẽ cũng được thành tựu. Như vậy thì về phía Phật tử, quý vị phải thực hiện để thành tựu được những cái điều gì? In this world, our encounters with each other are due to past karmic connections. Without these connections, it will be very difficult to meet. Therefore, when we meet, we must always maintain a mind of loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity, regardless of the time and the individuals involved. We need to practice these virtues. Trong thế gian này, khi mỗi chúng ta gặp nhau đều là do những nghiệp duyên của quá khứ. Nếu không có những cái nghiệp duyên ấy thì chúng ta sẽ rất là khó để gặp nhau. Vì vậy, khi gặp nhau dù ở bất cứ thời điểm nào, dù là với đối tượng nào thì mỗi chúng ta đều nên giữ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Và chúng ta đều cần nên thực hành tất cả những cái hạnh lành đó. Becoming a noble person is like owning a table. If one of the table legs breaks, the table cannot be used. The four legs of the table are metta, loving kindness, karuna, compassion, mudita, sympathetic joy, upekkha, equanimity. If we practice all four immeasurable minds mentioned above, we will become a noble person, and our interactions with others will be smooth. In Pali, it is called Brahma Vihara. Để thành tựu phẩm hạnh cao quý cũng như là sở hữu một cái bàn, nếu như mong trong một trong những cái chân bàn bị gãy thì cái bàn đó không thể sử dụng được. Và bốn cái chi phần hay là bốn cái chân bàn đó được gọi là Metta hay là Loving Kindness, tâm từ vô lượng, karuna, compassion, tâm bi vô lượng, mudita, sympathetic joy, tùy hỷ vô lượng, upekkha, equanimity, hành xả vô lượng. Nếu như chúng ta thực hành cả tứ vô lượng tâm trên, sẽ trở thành một con người cao quý, biết đối nhân xử thế giữa người này với người kia sẽ thuận lợi. Và trong Pali, bốn cái lĩnh vực này được gọi là Brahma Vihara hay là bốn phạm trú. Usually, the minds of loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity are not easily raising. Our minds are often very easy to distract and change. Therefore, we must learn to cultivate these four immeasurable minds. As a result, and wholesome karma will decrease and wholesome karma will increase. Để khởi phát được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả không phải là điều dễ dàng, bởi tâm chúng ta thường rất dễ phóng dật và hay đổi luôn khi. Vì vậy, chúng ta phải học cách trau dồi tứ vô lượng tâm này. Nhờ vậy, các bất thiện nghiệp sẽ giảm thiểu và các thiện nghiệp sẽ được tăng trưởng. Metta means that whether a person is good or bad, intelligent or foolish, rich or poor, all beings are undifferentiated. Maintaining loving kindness that may all beings prosper and grow in happiness is called metta. Usually, we only have affection of relatives and not for those we dislike. Let's learn the virtues of the Buddha. His loving kindness for someone who harmed him, like Devadatta, and his loving kindness for his own son, Rahula, are the same. Therefore, we must regularly practice metta towards all beings without distinction.
Metta hay là từ tâm vô lượng có nghĩa là dù cho người đó là tốt hay xấu, dù người đó là thông minh hay là không thông minh, giàu có hay là nghèo khổ, thì tất cả chúng sinh đều không phân biệt. Và chúng ta nên giữ niệm từ ái rằng mong cho tất cả chúng sinh đều được khỏe mạnh, được tăng trưởng hạnh phúc. Đó gọi là từ tâm vô lượng hay còn gọi là metta. Thông thường chúng ta chỉ có được tình thương với bà con quyến thuộc và với những người mà chúng ta thương quý. Còn với những người chúng ta không ưa thì chúng ta rất là khó để thương họ. Vì vậy hãy học hạnh của Đức Phật, hãy noi gương Ngài là dù có đối với kẻ thù muốn hại sát Ngài như Devadatta hay là với người con thân sinh là Đại Đức Rahula thì lòng từ của Ngài vẫn không đổi khác. Vì vậy chúng ta hãy thường xuyên thực tập với tâm từ đối tất cả chúng sinh không phân biệt theo cái hạnh của Đức Phật. Karuna, when encountering a being in suffering, one must have compassion. Ordinary people are very prone to arrogance, looking down on these of lower status than themselves. Those weak beings who are easily hurt need karuna. How to help them escape from such suffering? This is called karuna. How we act can be considered later. However, just having compassion arise has already created wholesome karma. Therefore, when encountering beings in suffering, we need to have karuna. Karuna là bi tâm vô lượng. Khi gặp một chúng sanh đang rơi vào khổ cảnh thì chúng ta nên có tâm bi. Thường thì chúng ta rất dễ ngã mạn, coi thường những người có địa vị thấp kém hơn, và những chúng sanh yếu ớt thì dễ bị tổn thương và rất cần được thông cảm và thấu hiểu với bi tâm vô lượng hay là karuna. Khi mà chúng ta gặp một cái đối tượng như thế thì cái việc ý tư nghĩ về là làm thế nào để giúp họ có thể thoát được cái tình trạng khổ đau như vậy, thì ngay cái thời điểm mà mình có được cái ý nghĩ như thế, đó đã là khởi lên một cái thiện nghiệp. Mặc dù là có thể tại thời điểm đấy mình chưa có giúp được họ liền, nhưng khi mà chúng ta khởi được cái ý niệm về việc là làm thế nào để giúp họ thoát khổ là chúng ta đã có được cái thiện nghiệp. Vì vậy khi gặp được những người trong cái khổ cảnh như vậy thì chúng ta nên có cái bi tâm vô lượng đối với họ. Mudita, when encountering beings who are successful and happy, we surely rejoice in the good deeds that these beings have achieved. Usually, people tend to be jealous when others are happier or better than them. Rejoicing in the success of only relatives is not necessarily mudita. We need to practice bodhita regardless of whether being low or high, black or white, rejoicing when all beings are achieving happiness. Mudita hay là hỷ tâm vô lượng. Khi gặp được những chúng sanh thành đạt và hạnh phúc, chúng ta thường hoan hỷ với các hạnh lành mà chúng sanh đó đạt được. Và khi người ta nhưng mà thường thì người ta thường ganh tị với những người hạnh phúc hơn mình và giỏi hơn mình, cho nên việc hoan hỷ với bà con quyến thuộc khi họ thành công chưa hẳn là mudita. Và chúng ta cần phải được thực hành mudita với bất kể mọi chúng sanh, dù họ là cao sang hay khó khổ, dù là da đen hay là da trắng, và mình hoan hỷ với mọi hạnh phúc mà chúng sanh đạt được. Khi mình thấy người khác hoan hỷ, đó gọi là mudita hay là tùy tâm vô lượng. Upekha, normally people tend to like what they find pleasing and dislike what they find displeasing. Upekha is a state where encountering a pleasing object does not give rise to desire, and encountering a displeased object does not give rise to aversion. Upekha is not indifference, but a state of equanimity in the face of liking or disliking. For example, ground can upset both dirty and fragrant objects. So we should practice tolerant upekha when encountering good or bad situations. Upekha hay là xả tâm vô lượng.
thường khi con người thấy điều vừa ý thì sẽ yêu thích, và khi điều gặp điều không vừa ý thì chúng ta sẽ ghét bỏ. Upekkha là trạng thái khi gặp đối tượng đáng hài lòng, chúng ta không nổi tâm tham. Gặp đối tượng bất khả, không vừa ý, đáng ghét, chúng ta không nổi tâm sân. Upekkha không phải là tâm vô tâm dửng dưng, mà là một trạng thái quân bình trước yêu hay ghét. Ví như mặt đất có thể chứa được những vật dơ dáy hay vật tươi đẹp thơm tho, thì học hạnh Upekkha là hạnh xả tâm vô lượng. Khi gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh, chúng ta cũng không có yêu ghét. Those who practice this, for immeasurable minds are like a table with all four legs. Therefore, their stability and resistance make them noble individuals. Những người thực hành hạnh tứ vô lượng tâm này giống như một chiếc bàn có đầy đủ bốn chân. Như vậy, quý vị sẽ có được sự ổn định bền vững, khiến cho tâm họ có được những cái phẩm hạnh cao quý. Today, the donors have accomplished two things: Kala Dana and Sankhika Dana. Kala Dana, in a year there is only one man, and in a man there is only one day. The fruit of Kala Dana is that excess will be accomplished as desired and timely. Sankhika Dana, when directed to one's to the Sangha, it is no longer a specific individual. The Buddha said and guided, God me, make offering to the Sangha. Making offering to the Sangha is the highest fruit. The Sangha, we are making offering to all those who are practicing Sila, Samadhi, and Panya, according to the noble teachings of the Buddha. Keeping such a recollection makes our minds joyful. Những vị thí chủ dâng y trong ngày hôm nay, quý vị đã thành tựu hai điều, đó là Kala Dana và đằng Sankhika Dana. Kala Dana là trong một năm chỉ có một tháng, và trong một tháng chỉ có một ngày với một thời điểm. Quả báo của Kala Dana là các tài sản sẽ thành tựu như ý nguyện và phát sanh đúng thời. Với chi phần thứ hai là Sankhika Dana. Dana, khi quý vị hướng tâm đến tăng chúng thì đó không còn là một cá nhân cụ thể nữa. Và lúc Đức Phật còn tại thiền, Ngài cũng đã hướng dẫn bà Gotami rằng: Này Gotami, hãy cúng dường đến chư Tăng. Cúng dường đến chư Tăng là quả báo cao thượng nhất. Tăng chúng mà chúng ta hướng tới là những người thực hành giới, định, tuệ theo lời dạy cao quý của Đức Phật. Giữ niệm như vậy sẽ làm cho tâm chúng ta sẽ trở nên hoan hỷ. In the Sangha, they are both ordinary monks and saintly monks. We should not direct our attention to any specific individual, but just direct it towards the Sangha. Then the Katina fruit will be accomplished. Therefore, the important thing is that we have correctly done Kala Dana and Sankhika Dana. Với tăng chúng thì chúng ta biết rằng có phàm tăng và thánh tăng, và chúng ta không nên hướng tới đến một cụ thể một vị tăng nào, một vị xuất gia nào, mà chúng ta nên hướng tâm đến tăng chúng thì quả báo gương y Kathina sẽ thành tựu. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta cần làm đúng Kala Dana và Sankhika Dana. To summarize, to accomplish Kathina, we need to remember four things: the presence of the Sangha, Adona with pure intentions, the presence of the ropes, and the practice of the Vinaya. Like a table with four story legs, we can place anything it without it wobbling or breaking. And people who regularly practice in the four immeasurable minds, metta, karuna, mudita, and upekkha, will always avoid suffering and live peacefully in the world. Như vậy, để thành tựu được lễ dâng y Kathina, chúng ta cần ghi nhớ bốn điều. Thứ nhất là chúng ta có chư tăng. Thứ hai là có thí chủ với tâm ý trong sạch. Thứ ba là có tam y. Và thứ tư là chư tăng có thực hành giới luật.
Như chiếc bàn bốn chân vững chãi thì chúng ta có thể để bất cứ lên vật đó, vật gì lên chiếc bàn mà không làm nó rung lay hay là bị gãy vỡ. Và cũng như vậy với những người thực hành tứ vô lượng tâm, Metta, Karuna, Mudita và Upekkha thì sẽ luôn được tránh xa những điều đau khổ và sống an lạc trên thế gian. Another example is a flower with vibrant colors, beautiful shape, and a sweet fragrance. The color is like dana, charity. The shape is like sila, morality. And the fragrance is like practice of bhavana, mental training by meditation and contemplation. Therefore, just as a flower is complete in its beauty of color, shape, and fragrance, all of you in today, Katina Rupa's offering ceremony should also practice dana, sila, and bhavana, mental development in full. Today, due to the power of practicing dana, sila, and bhavana, may all of you always be supported and achieve happiness in the circle of rebirth and have good karma to attain nirvana in the future. Khi Ngài chuẩn bị pháp thoại thì Ngài thấy rằng mọi người chuẩn bị hoa rất là nhiều, nên Ngài có lấy thêm một ví dụ là như một bông hoa thì có màu sắc, có vẻ đẹp và có hương thơm. Thì màu sắc được ví như là đa na, bố thí. Cái hình dáng của bông hoa được ví như là si la, là giới hạnh. Và mùi hương của bông hoa được ví như là việc thực hành tu tiến và quán á, gồm có thiền định và thuyền tuệ. Vì vậy, mỗi một bông hoa có tròn đủ vẻ đẹp, màu sắc và hình dáng với mùi hương thì các thí chủ có mặt tại lễ dâng y này cũng hãy thực hành đầy đủ. Đà na là bố thí, si la giới hạnh và bà quán á là tu tiến với thiền định và thiền tuệ. Cầu mong với oai lực của việc thực hành đà na si la và bà quán á trong vòng luân hồi, quý vị sẽ có được sự nâng đỡ và thành tựu các điều hạnh phúc, có duyên lành giải thoát Niết Bàn trong ngày vị lai. I wish all of you will be peaceful, happy, wealthy, safe and free from suffering. Sadhu, 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 lam thai. Chúc cho quý vị có được sức khỏe, bình an, hạnh phúc và hồng phát và sớm thoát khỏi sự khổ thân, khổ tâm trong vòng luân hồi. Sadhu, sadhu, sadhu. Dạ, chúng con xin thay mặt tất cả quý Phật tử ở đây kính tri ân Ngài Pháp Sư đã ban bố cho tất cả chúng con một thời pháp rất là hữu ích trong đời sống của chúng con. Chúng con hiểu rõ thêm về phước báo của lễ dâng y Ca Thí Na để cho tất cả chúng con với tâm hoan hỷ hơn, khung kính hơn, phước báo hơn trong ngày lễ hôm nay và trong suốt cuộc đời của chúng con. Chúng con một lần nữa xin thành kính tri ân Ngài. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Sadhu, for the Dharma talks that give us the joyfulness in not only this Ca Thí Na ceremony, but also in our daily life in long term, so that we can remember and teach ourselves, try to practice according to the teachings of the Buddha and according to the guidelines in the Dharma talk. Thank you very much for your kindness and teaching for us. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con vô cùng tri ân đến Sayadaw Utechinda đã ban bố đến hội chúng một thời pháp thoại vô cùng ý nghĩa. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh quý Ngài trở về phòng của mình, phòng khách để được nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lễ chính thức Ca Thí Na. Xin cung thỉnh kính thỉnh quý Ngài. Thank you, Sadhu, Venerable Sadhu, for attending the Dharma talk. So now is the time that we would like to invite you to go back to the room to have a rest. And then we will have the main ceremony after that. Sau cái bài pháp thoại là chương trình nhiễu Phật ba vòng để tán dương cung kính đảnh lễ
và ngôi ân đức Tam Bảo quý cao. Xin mời đội hình diệu Phật ba vòng, dẫn đầu là năm vị sa di của Thiền viện Nguyên Không, kế tiếp là đại gia đình thí chủ chính, gia đình cô Trần Thị Việt Thanh, Thái Thị Hồng Hậu, Thái Thị Thúy Hằng. Rồi sau đó thì đến đội quân áo dài trắng, đeo băng rôn Katina, sau gia đình thí chủ chính. Tiếp đến chư Phật tử gần xa tham gia cũng cầm trên mình một món quà, một bộ y để cùng diệu Phật ba vòng để cung kính đảnh lễ tán thán ba ngôi ân đức Tam Bảo quý cao. Mọi người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Quy như vậy không ổn, không quy y tối thượng. Ai quy chỗ ấy không thoát mọi khổ đau. Ai quy Đức Phật giáo pháp và chư Tăng. Ai dùng chánh tri kiến thấy được Tứ Thánh Đế. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Ai quy như vậy thật quy an ổn, ai quy chỗ ấy thật thoát mọi khổ đau. Chúng ta bắt đầu diệu Phật, đoàn diệu Phật xin được phép bắt đầu. Xin mời anh Hải. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Chư tăng hoan hỷ lãnh thọ căn lành gieo giống để hậu mãi sau, nguyện mau thoát khỏi trần lao, tu hành tinh tấn tiêu giao đạo màu. Chúc cho Phật pháp bền lâu, thấm nhuần trăm họ năm thành hành. Chúc cho cả thảy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thai. Nói theo gương đấng từ bi, xuất gia hành đạo mang y ngồi kề, tu tâm dưỡng tánh ở mọi bề, đoạn tuyệt Bồ Đề đến nơi.
lần. Ba đời chư Phật tình thánh, viên dung thể tướng mà thành đạo sư. Lễ cung y có từ duyên cũ, ca ti ca phạm chỗ thần quý. Cung dường pháp cụ tam y, trợ duyên Bồ Tát xá ly hồng trần. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Kịp đến khi ngài thành đại giác, ba kiều đàm đại trồng bông dệt dài từ thân, mãi y ba la cũng dân Phật đà. Lễ cung y đã ra quyền ấn, một đại y hai đấng tự nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Phước điện y đặc thù biểu tượng, từ xưa sau là ruộng phước cơ duyên. Cá sa hình ảnh đạo thiền, lá cờ là hoang giữa miền tứ sinh. Này chúng con tâm thành sông sữa, giải thổ mai thành thừa phước cơ điền. Sợi chỉ đường kim gửi theo đó trọn một niềm tính tâm. Cho xin nói một chút sư thầy. Xin thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Ngoài trừ là đi và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Đoàn diệu Phật rất là đông. Đoàn diệu Phật rất là đông. Ngoài trừ đi trên bờ hồ là đi hàng một, còn lại thì chúng ta có thể đi hàng hai, hàng ba. Bởi vì chúng tôi thấy rằng các sư đang bị ách tắc tại đây, rất là đông. Quý vị sau khi đi qua bờ hồ thì quý vị có thể đi lại hàng ba. Và cũng nhắc lại là cái hồ rất là sâu, quý vị cẩn thận, nhất là mấy em nhỏ. Chúng tôi nhận thấy có mấy em nhỏ đi sát bờ hồ, rất là nguy hiểm. Xin các bậc phụ huynh coi ngó các em. Xin mời anh Hải mở loa. Hôm nay họp quần thanh chúng trong ngoài nhân thiên. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Cầu tam bảo chứng miên tất già, cho chúng con
đạo ca sớm thành. Y vàng lễ phẩm tình thanh, hòa cùng tinh trí kết thành Phật duyên. Ta xa quay đức chi bằng sắc vàng thanh bạch của hàng sa môn. Nói gương từ phụ Thế Tôn, quẳng khai giáo pháp tám môn bốn ngàn. Ngày nay thiền tinh các hàng ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành, ba dòng nhiễu Phật đồng thánh nguyện cầu. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Xa thúc lần hai. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Xa thúc lần hai. Chư tăng hoan hỷ lãnh thâu căn lành gieo giống để hậu mãi sau. Nguyện mau thoát khỏi trần lao, tu hành tinh tấn tiêu giao đạo màu. Chúc cho Phật pháp bền lâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thành hành. Chúc cho cả thảy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Xa thúc lần hai. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Xa thúc lần hai. Nói theo gương đấng từ bi, xuất gia hành đạo mang ý ngồi kề, tu tâm dưỡng tánh ở mọi bề, tham sân đoạn tuyệt bồ đề đến nơi. Y là tướng đạo màu, là thế áo đại bi chi kệ đức lành. Ba đời chư Phật tình thánh, viên dung thể tướng mà thành đạo sư. Lễ cung y có từ duyên cũ, cả ti cả phạm chỗ thần quý. Cung dường pháp cụ tam y, trợ duyên Bồ Tát xá ly hồng trần. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Xa thúc lần hai. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Xa thúc lần hai. Kịp đến khi ngài thành đại giác, bà Kiều Đàm đại phát tính tâm.
trồng bông dệt vải từ thân, mãi y ba la cúng dâng Phật đà. Lễ cúng y đã ra quyền ấn, một đại y hai đấng tự tôn. Y vuông để đạo thêm tròn, đời đời chánh pháp hải còn luân lưu. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Phước điện y đặc thù biểu tượng, từ xưa sao là ruộng phước cơ duyên. Ca sa hình ảnh đạo thiền, lá cờ là hang giữa miền tứ sinh. Nay chúng con tâm thành sắm sửa, giải thổ mai thành thừa phước cơ điền. Sợi chỉ đường kim gửi theo đó trọn một niềm tin. Chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Mong khi chưa công thành quả mãn, nẻo luân hồi bồ bản hiền nhân. Đời đời học đạo chánh chân, chỉ theo đường giác chẳng gần ngõ mê. Khi duyên kết bồ đề cần kê điều ngự hôm nay, hợp quần thanh chúng trong ngoài nhân thiên. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Cầu tam bảo chứng miên tất già, cho chúng con đạo ca sớm thành. Y vàng lễ phẩm tình thanh, hòa cùng tinh trí kết thành Phật duyên. Đoàn nhiễu Phật sắp chuẩn bị đến vòng thứ ba. Sau khi quý vị kết thúc vòng thứ ba thì đội hình diễu Phật gồm có các em nhỏ cầm những lẵng hoa, gia đình thí chủ chính Trần Thị Việt Thanh, Thái Thị Hồng Hậu, Thái Thị Thúy Hằng, đội y bác sẽ đi tiếp để đi vào khu chánh điện chính. Còn lại tất cả y lễ phẩm bác và các vật phẩm cúng dường, quý vị tiếp tục đi đến ngôi nhà gỗ, ở đó chư tăng sẽ đón nhận sự cúng dường của quý vị. Xin trân trọng thông báo. Xin yêu cầu đến các vị chư tăng
tại khu nhà gỗ chuẩn bị đón nhận sự cúng dường của chư Phật tử gần xa, sắp xếp đứng từ đầu ngõ truyền đi cho nhanh. Số lượng chư Phật tử cúng dường rất là đông, quý vị hãy sắp xếp ở đó. Ngày nay thiền tinh các cơ hàng ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành, dân y với tấm lòng thành ba dòng nhiều Phật đồng thánh nguyện cầu. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Chư tăng hoan hỷ lãnh thâu căn lành gieo giống nguyện mau thoát khỏi trần lao, tu hành tinh tấn tiêu giao đạo màu. Chúc cho Phật pháp bền lâu, thấm nhuần trăm họ năm châu thành hành. Chúc cho cả thảy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Nói theo gương đấng từ bi, xuất gia hành đạo mang y ngồi kề, tu tâm dưỡng tánh ở mọi bề, tham sân đoạn tuyệt bồ đề đến nơi. Ba đời chư Phật tình thánh, viên dung thể tướng mà thành đạo sư. Lễ cung y có từ duyên cũ, ca ti ca phạm chỗ thần quý. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Kịp đến khi ngài thành đại Kiều Đàm đại phá tính tâm, trồng bông dệt giải tự thân, mãi y ba la cúng dân Phật đà. Lễ cúng y đã ra quyền ấn, một đại y hai đấng tự tôn.
Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Chúng tôi nhận thấy đoàn nhiễu Phật sắp kết thúc. Quý vị tiếp tục đi, tiếp tục đi. Các sư dẫn đoàn sẽ tới ngã ba ngay chỗ sư đứng đây, bước vào trong lễ đài chính cùng với tăng y, quả bát và những tràng hoa cúng dường đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Còn lại các vật phẩm cúng dường trong lễ dân y Cát Tinh Á, quý vị tiếp tục tới ngôi nhà gỗ, ở đó sẽ có chư tăng đón nhận sự cúng dường của quý vị. Xin trân trọng thông báo. Ba dòng nhiễu Phật đồng thánh nguyện cầu. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú chư tăng hoan hỷ lãnh thâu căn lành gieo giống để hậu mãi sau nguyện mau thoát khỏi trần lao tu hành tinh tấn tiêu giao đạo màu chúc cho Phật pháp bền lâu thấm nhuần trăm họ năm châu thành hành chúc cho cả thảy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Nói theo gương đấng từ bi xuất gia hành đạo ma tuyệt Bồ Đề đến nơi. Y là tướng đạo màu là thế áo đại bi chi kệ đức lành ba đời chư Phật tình thánh đạo sư. Sư Đông Hy dẫn đầu đoàn diệu Phật tiến vào lễ đài chính. Turn left, well, trái. Strain. Trợ duyên Bồ Tát xá ly hồng trần. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thay. Kịp đến khi ngài thành đại sau đoàn chư tăng và rồi thì còn lại
chúng ta tiếp tục đi theo tiếp để tới ngôi nhà gỗ. Ở đó Chư Tăng sẽ đón nhận sự cúng dường của quý vị. Xin thỉnh Chư Tăng đón nhận sự cúng dường của tất cả chư Phật tử gần xa. Xin mời các anh Cáp Bí Giá hãy hộ trì cho Chư Tăng. Đoàn nào mà đã đi ba vòng rồi đó thì chúng ta cúng dường, còn lại chưa đủ thì mình tiếp tục đi. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lần hai. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày nay. Phước điện y đặc thù biểu tượng, từ xưa sao là ruộng phước cơ duyên. Ca sa hình ảnh đạo thiền, lá cờ là hang giữa miền tứ sinh. Nơi chúng con tâm thành sông sữa, giải thổ mai thành thừa phước cơ điền. Xin thỉnh thêm Chư Tăng, thỉnh thêm Chư Tăng mở lối. Ở đây bị kẹt xe rất là nhiều. Chư Tăng nhận cái vật thực, các vật phẩm của Phật tử cúng dường. Xin thỉnh thêm, làm thêm một hàng nữa. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Sa thú lành thai. Chúng con xin cung thỉnh chư đại đức tăng Lâm Y cầm bình bát, và sau khi có hồi chuông thì đồng tiến lên lễ đài chính để thọ nhận y dân y ca sa ca tín á của chư Phật tử. Xin các vị sắp xếp cho các ngài Sayadaw đến từ Myanmar chuẩn bị để tiến lên lễ đài cùng tất cả chư tăng, xếp thêm Hà Lạp Lâm Y ôm bình bát tiến lên lễ đài chính để thọ nhận y ca tín á từ đại gia đình thí chủ cô Trần Thị Việt Thanh, Thái Thị Hồng Hậu, Thái Thị Thúy Hằng cùng thân quyến, cùng tất cả chư Phật tử gần xa. Sau khi quý vị đã cúng dường vật phẩm của mình đến tăng chúng, quý vị tìm một chỗ ngồi thích hợp để chúng ta bắt đầu lễ chính thức dân y ca tín á đến chư tỳ khưu tăng tứ phương, đặc biệt là tại thiền viện Nguyên Không. Tất cả chư tăng chúng ta tập hợp tại Sima. Tại Sima, lộ trình chư tăng tiến vào lễ đài chính là lộ trình hồi sáng mà ngài Sayadaw và pháp sư đã quang lâm lễ đài. Chúng ta sau khi nghe hồi chuông, chúng ta cùng đứng dậy, chắp tay để cung kính kính thỉnh chư đại đức tăng quang lâm lễ đài chính. Xin mời cô Trần Thị Việt Thanh và cô Thái Thị Hồng Hậu lên đốt đèn cúng dường đến Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Y mai hi di ba thu ba di sang ca re hi bút hăng tham măng sang hăng a phi bu cha ya mi ma ta bi ta di năng
cha mây hành cha đi gà ra tăng a tha và hi ta và sukha kha gia. Con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cúng Phật pháp tăng tam bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con, và con đều được sự tấn qua, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Sa thu lành thay. Tâm luôn thành kính cúng dường, cho con hưởng được phước nương ân lành. Chư Tăng đức độ minh anh, soi sáng dẫn dắt con thành hiền lương. Nhờ nương nên con kính thương những bậc khai sáng con đường tầm chân. Gìn giữ truyền thống tri ân, an cư mùa hạ giáo chân Phật Đà. Chúng con chuẩn bị ca sa, tắm y ca thi ná, tăng già cao thanh. Đồng tâm dâng đến chư Tăng, nguyện mong giải thoát tự sanh luân hồi. Mong con sớm được vun bồi Parami đầy đủ đơm chòi vô sanh. Dân hoa lễ phẩm cao thanh, cùng nhau nhiễu Phật nguyện tâm vô sầu. Dân y tăng chúng mong cầu, chư Tăng khỏe mạnh để hầu mai sau. Truyền lưu chánh pháp thanh cao, mong cho hậu thế mãi sao an lành. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, lễ dân y ca thi ná năm nay được phát sanh lên là do tấm lòng trong sạch của Đại Thí Chủ là cô Trần Thị Việt Thanh, Thái Thị Hồng Hậu, Thái Thị Thúy Hằng và cô Diệp Hà cùng tất cả Phật tử gần xa chúng con. Hôm nay được sự cho phép của chư Đại Đức Tăng, tất cả chúng con rất là hoan hỷ trong niềm hân hoan vô tận. Chúng con một lần nữa xin đê đầu đảnh lễ ân đức của chư Tăng đã cho phước chúng con. Sa thụ lành thay. Venerable sirs, it is our honor for the families of Trần Việt Thanh, Thái Thị Hồng Hậu, Thái Thị Thúy Hằng for to be the donor offer this Katina ceremony. And we are very delightful and thank you for all the Sangha for giving us the chance to do this offering. Và tiếp theo chương trình là xin Thí Chủ dâng lời tác bạch đến chư Đại Đức Tăng trong buổi lễ hôm nay. Kính lạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng quý Phật tử thương mến. Hôm nay là ngày 19 tháng 11, nhằm ngày tháng 7, ngày 7 tháng 10 âm lịch, Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Gia đình chúng con là Trần Thị Việt Thanh, Thái Thị Thúy Hằng, Thái Thị Hồng Hậu, cùng quý Phật tử gần xa cùng nhau tổ chức lễ dân y ca ti ná tại Thiền viện Nguyên Không. Noi gương bậc hiền triết thuở xưa bà Vi Sa Khá tự mình trồng bông dệt vải, dâng tấm y ca ti ná đến 10 phương tăng chúng. Và chúng con cũng hiểu được phước dân y ca ti ná là phước lành cao quý, là bền vững, là lâu dài. Tấm y cao quý vô cùng, vô vàng, dâng lên tăng chúng 10.000 thế gian. Sắc vàng thanh bạch viên an, dân y ca ti ná tâm an vô bờ. Lá y tượng trưng cho lá cờ của bậc A-la-hán. Nơi nào còn thấy lá y, nơi đó còn tăng. Nơi nào còn tăng, nơi đó còn chánh pháp. Nơi nào còn chánh pháp, nơi đó sẽ bớt khổ đau. Ai là người con Phật đều nhớ về lễ hội dân y ca ti ná như một phần gìn giữ giáo pháp và đức Phật của Đức Phật. Được sự cho phép của chư Tăng, chúng con sắm sanh các lễ phẩm vật dụng, những tràng hoa, những tấm y, bình bát, với tâm thành kính thiết tha.
được dâng những lễ phẩm này đến chư tăng, mong chư tăng thọ nhận y cùng các vật dụng này được khỏe mạnh, được sớm thành tựu đạo quả. Ca sa thở rượu duyên lành cho người hữu trí kết thành phước duyên, tâm thành tam bảo chứng miên, nguyện dân y bác là duyên niết bàn. Mong chư đại đức tăng bi mẫn thọ nhận tấm y ca ti ná này của chúng con, để cho chúng con viên thành công đức. Nguyện từ đây đến hết luân hồi, khi thấy tấm y vàng, chúng con luôn có tâm cung kính, cúng dường tăng chúng, sống và hành theo lời Đức Phật dạy. Nguyện phước duyên này trợ duyên cho chúng con thuận duyên trong đời sống, hanh thông trong mọi công việc và thành tựu các ước nguyện lành, sớm thoát khổ sanh tử luân hồi. Quả phước ca ti ná này được thành tựu trước hết là nhờ lòng thương tưởng của chư đại đức tăng tự nguyện và sư cả trụ trì và chư tôn đức tăng chứng minh và thọ nhận. Con xin thành kính tri ân quý ngài, kính chúc quý ngài đạo hạnh viên tròn, đạo tâm viên mãn, mãi là cội bồ đề che chở cho chúng con trên bước đường học pháp. Nhờ sự giúp đỡ trợ duyên của quý cô tu nữ, gia đình, quý bạn hữu chung tay hỗ trợ, một phần không thể thiếu là sự giúp đỡ tận tình của cấp chính quyền địa phương. Do vậy, quả phước này là quả lành của sự đóng góp chung của tất cả mọi người. Chúng con thành kính tri ân và kính dâng phần phước này đến chư tăng, đến cha mẹ, thầy tổ, đến quý cô tu nữ, đến quý quan chức chính quyền, gia đình cùng quý bạn bè. Mong phước lành đem lại quả nguyện chân chánh, mong cho đất nước an lành, thoát khỏi bệnh tật, chiến tranh, thiên tai, mong cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Xin chia phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Xin chia phần phước này đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, các nạn nhân chết vì trận đại dịch Covid, các nạn nhân chết thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất, đều được an vui, hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Con xin cảm ơn tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa đu sa đu sa đu. Venerable Sir, it is our honor for our family of Trần Thị Việt Thanh, Thái Thị Thúy Hằng, Thái Thị Hồng Hậu, and together with the devotion of all the lay devotees from many places, and together with the supporting of the local authorities of Xuân Lộc, Đồng Nai, province for this ceremony to be fulfilled. In order to have this Ca Ti Ná ceremony, we are very humbling and honored to receive the suggestion and directions and guidelines from the abbot and all the sanghas, and supporting from the all the nuns and our lay devotees, friends, for organizing this Ca Ti Ná ceremony. We understanding that the Ca Ti Ná marriage is the very steadfast and long term for us, not only in this life but also for the whole samsara. So we very joyful and delightful for this chance for us to be the donor for offering the Ca Ti Ná ceremony. And we know that as long as we have the Ca Ti Ná ceremony, as long as the robe and the sangha exist in this world, so we have the teachings of the Buddha. As long as we have the teachings of the Buddha, so the sufferings in this world will be decreased. So it is very honor for us to be here today to be the donor for this Ca Ti Ná ceremony. And we received the warmly welcome from the abbot, from the sangha in Nguyen Khong Monastery, and
especially with the joining of the Mahatheras come from Myanmar. It is our honor and it is our great merit for us. And we are also very thankful for the supporting of the local authorities in giving us the chance to do this ceremony. With the completion of this ceremony, it is undeniable for your supporting. So we would like to ask for your joyful for all the merits that what we gain from these Gathina ceremonies. And we are also thankful to all our friends, supporters from all the stages in preparation of these Gathina ceremonies. And it is our benefits, all the merits that comes to earth from this Gathina. May all the merits will be the may all the merits will be the part of our life until the end of the samsara, and may all the deva deities and all the beings of all the planes can rejoice with these merits. We'd like to share these merits to all the beings from near and far, from all those who passed away in COVID pandemic, those who passed away in the disasters of all the times, and those who passed away for the country's fruitfulness. So we humbly request you all to be aware of this sharing of merits so that you can rejoice and to be free from the suffering. May all the devas can attain this rejoicefulness of the teachings of the Buddha with all the merits so that you can support, give the directions and the guidelines to all the devotees that we can follow the teachings of the Buddha so that we can attain the Nibbana to be free from the suffering at the end. So finally, we would be very humbly thankful for all the participations of all the lady devotees in this Gathina ceremony, and we are very honored and once again thankful for the participations of all the sanghas of Mahathera from the Myanmar, and especially the supporting of the abbot Venerable Sujanda and all the sangha in Nguyen Khom Monastery for giving us the directions during our practice, and also giving us the chance for this Gathina ceremony to be fulfilled. Thank you very much. Sadhu, sadhu, sadhu. Sa thu lành thay. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Trong giờ phút thiêng liêng nhất của buổi lễ hôm nay, trước khi vào buổi lễ chính thức được dân tấm y Gathina, tất cả chúng con xin dọn thân khẩu ý trong sạch, nói lời sám hối trước ba ngôi tam bảo cao quý để cho phước báo chúng con được viên thành viên mãn hơn. Xin cả nhà đọc theo con lời sám hối. Buddha hai tiếng Phật Đà soi sáng chánh đạo giúp ta an lành, cao cả tối thượng anh minh, Ngài đã cứu độ chúng sinh mê lầm, cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn. Con xin sám hối tội tồn vô minh, duyên sinh cố ý vô tình. Con xin sám hối uy linh Phật Đà, Dhamma lời dạy Buddha, hành pháp chứng ngộ thoát qua cõi phiền, pháp Phật thiết thực hiện tiền, giúp ta rõ biết não phiền thế gian. Con xin kính lễ Dhamma, do thân khẩu ý rây ra lỗi lầm. Con xin sám hối pháp hành, mong sớm đạt quả vô sanh niết bàn. Sangha tiếng gọi chư tăng, khổ công gìn giữ bao năm đến giờ, chư tăng đáng để nương nhờ.
Thánh tăng xứng đáng tôn thờ tháp cao. Con xin kính lễ Sangha. Con xin kính lễ Sangha. Con xin sám hối tăng già cao thanh. Phàm tăng cho đến thánh tăng. Thật tâm sám hối ăn năn lỗi lầm. Bao năm tam bảo thăng trầm. Nhiệm màu chánh đạo thậm thâm giúp đời. Tam bảo phổ độ muôn nơi. Chúng sanh bớt khổ con người hiền lương. Sa thu lành thai. Dạ xin gia đình thí chủ lên lễ đài chính để đợi y bác dân tâm y Kathina đến cho đại đức tăng, và mong quý Phật tử mình cùng hướng tâm được dân tâm y Kathina cùng với thí chủ. Sa thu lành thai. Mọi người có đây y này, cái của mình cũng muốn đội thì cũng đội lên luôn. Đây có y bác này, cô Trúc sắp xếp cho mọi người muốn đội y bác dưới đó đó. Xin cả nhà đọc theo con lời tác bạch dân y cả thế này. Ma văn bàn tê samsara vat ta dukkha to mochana thaya nibbana sa sakki karana thaya imang sabari warang kathina chi warang nguyên không arame khụ sang khát xa sắc cách chẳng đề ma ca thị năng át tha ri tùng sa đu nô bàn tê thị khụ sang khô y măng sa ba ri hoa răng ca thị nạ chi hoa răng ba tít gan hà tu ba tít gan hi toa y mi na ca thi na chi wa re na ca thi năng áp tha ra tu am ha căng đi ga ra tăng áp tha ya hi ta ya su kha ya đu ti yam bi ta ti yam bi. Kính bạch chư đại đức tăng, tất cả chúng con có ý nguyện mong chứng ngộ niết bàn, mong giải thoát khổ sanh tử luân hồi. Cho nên tất cả chúng con thành kính làm lễ dâng y cá thí ná cùng các thứ vật dụng này đến chư tỳ khu tăng đã an cư suốt 3 tháng hạ tại ngôi chùa Nguyên Không này, để chư tỳ khu tăng làm lễ thọ y cá thí ná. Kính bạch chư đại đức tăng, kính xin quý ngài từ bi thọ lãnh y cá thí ná cùng các lễ phẩm vật dụng này. Khi đã thọ nhận xong, xin các ngài làm lễ thọ y cá thí ná. Với tâm y này, để cho tất cả chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an lạc lâu dài. Chúng con kính dâng lần thứ nhì, chúng con kính dâng lần thứ ba. Sa thụ lành thai. Cả nhà mình tác ý đến tấm y Kathina cùng dân với thí chủ nha cả nhà.
sa thụ lành thai. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phò lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo mà thí chủ đã làm trong ngày hôm nay. Dạ, mời thí chủ về lại chỗ để mình tắt bạch dân y. Kính bạch chư đại đức tăng, cầu mong chư đại đức tăng khai mở khóa kinh an lành, chi phước đến gia đình thí chủ cùng toàn thể Phật tử chúng con, ngưỡng mong oai lực tam bảo hộ trì cho gia đình thí chủ cùng toàn thể Phật tử chúng con, để ngăn ngừa và tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, cho đặng thành tựu những hạnh phúc khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và tật bệnh thấy điều được tiêu tan. Chúng con kính thỉnh lần thứ nhì, chúng con kính thỉnh lần thứ ba. Kính bạch chư đại đức tăng được rõ những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo. Chúng con kính dâng những thực phẩm này gọi là lễ trai tăng, có cả các món ăn, những tấm y, những bình bát, những tràng hoa, những lọng hoa, cùng tất cả các lễ phẩm vật dụng này kính dâng đến chư đại đức tăng. Mong chư đại đức tăng chứng minh, xin cho các bậc hữu ân của chúng con, nhất là thầy tổ, cha mẹ nhiều đời, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đã quá vãng, hay biết rằng phước báo của lễ trai tăng này về phần các vị đó, và xin cho các vị đó được phép thọ hưởng tùy ý. Khi thọ hưởng rồi thì được thoát khỏi những điều lao khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả an vui, và cho được như ý muốn, do theo phước báo chảy vào không dứt. Chúng con thành tâm cúng dường lần thứ nhì, chúng con thành tâm cúng dường lần thứ ba. Sa thụ, sa thụ, sa thụ. Dạ mời gia đình thí chủ lên dân mâm quê đến chư đại đức tăng. Sa thụ lành thay. Sa thu lành thay. Sau khi thí chủ chính dâng những phần quà tượng trưng thì Phật tử có thể lên dâng những phần quà của mình đến tăng chúng. Tăng y ý nghĩa truyền đăng, ai người con Phật phải hằng nhớ ghi. Truyền thừa lễ hội tăng y, cà sa sắc áo uy nghi Phật Đà. Thiên liên ngày Cá Thi Na, mỗi năm một hội tăng già năm châu. Áo y lễ phẩm đội đầu, ba vòng nhiễu Phật với câu thệ nguyền. Đời đời gieo hạt Phật duyên,
mong khi kết trái não phiền tự tiêu. Đời này gặp đạo cao siêu, chướng duyên mấy cũng ra điều thuận duyên. Trăm năm ghé bước am thiền, mỗi giây thành tính gieo duyên mai này. Luân hồi cuộc mộng vần sai, chậm mau rồi cũng một ngày vô danh. Hôm nay một tấm lòng thành, với lòng hướng Phật sắm sanh lễ này. Nguyện ngày sau gặp Như Lai, cuộc tu thẳng một đường mây niết bàn. Sa thu lành thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được làm. Cũng vậy thân sanh tử, làm được nhiều thiền sự. Thiền viện Nguyên Không tại ấp 94, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, hôm nay vô cùng hoan hỷ đón chào cung kính đảnh lễ Ngài Sayadawji Achechan Saya 53 hạ, Ngài trưởng lão Utechinda Bago Suomin Sayado, Ucho Tibala là học trò của Ngài Achechan Saya, đến Ubawesa đến từ Cộng hòa Séc, cùng chư tôn thiền đức tăng trụ trì các từ viện trong đất nước Việt Nam. Cũng xin đón chào quý cô tu nữ đến từ các từ viện và chư Phật tử gần xa. Hôm nay là một ngày vô cùng hoan hỷ khi chúng tôi nhận thấy quý vị đã sắm sửa các lễ phẩm, tràng hoa, vật dụng rất là trang nghiêm, rất là trân trọng. Nguyện cầu hồng ân tam bảo chư thiên gia hộ đến cho tất cả quý vị luôn được an vui, mạnh khỏe và thành tựu được các ước nguyện lành. Chúng tôi cũng vô cùng tri ân đến các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương đã tạo cơ hội cho chúng tôi được tổ chức buổi lễ này. Cũng xin tri ân và cảm niệm công đức đến gia đình cô Trần Thị Việt Thanh, Thái Thị Hồng Hậu, Thái Thị Thúy Hằng cùng chư Phật tử gần xa, các nhóm, các group đã về hộ trì cho Thiền viện Nguyên Không vào tối hôm qua và ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Cuối cùng nguyện cầu hồng ân tam bảo chư thiên gia hộ đến các ngài Sayaji Achechan Saya, Utechinda Bago Suomin Sayado, Uchotibala Ubawesa cùng tất cả chư tăng, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử gần xa, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui, mạnh khỏe, hanh thông trong mọi công chuyện, được thuận duyên trong đời sống và thành tựu được năm điều hạnh phúc: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, nhất là có trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, để cuối cùng đoàn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Đa Giá, Nam mô Đam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Venerable sirs, distinguished guests, lady devotees, ladies and gentlemen, it is our honor for Nguyên Không Monastery today to receive the visiting of Mahathera Venerable Yechan Saya Sanyaraji 53 Vatsa, Venerable Utechinda Bago Srimin Sado 30 Vatsa, Venerable Uchotipala, the students of Venerable Ayechan Saya, 13 Watsa, and Venerable Upavesa from the Czech
countries to join our Katina ceremony today. And we are also very delightful to receive the participation of all the abbots and sanghas from other monasteries in over in Vietnam, around Vietnam, and also the nuns from other places. And we also very well warmly welcome all the lay devotees comes here to preparation for these Katina ceremonies from yesterday, and also for those who come today for joining the Katina ceremony. And we are also very thankful to receive the supporting from the local authority of Hưng Lộc Ward, Đồng Nai province, because thankful for your supporting so that the Katina ceremony can be successful organized. So thank you very much for joining us today with the Katina ceremony. May you all be free from suffering, healthy, long live, and practice living accordingly to the teachings of the Buddha. May you all be free from the suffering. Sadhu, sadhu, sadhu. Cho xin mượn cái mic. Vadu sabba mangala raka du sabba devata sabba bhavdan bhavena sada suki bhavandu de bhavadu sabba mangala raka du sabba devata sabba dhamma anubhavena sada sukhi bhavantu te bhavadu sabba mangala rakkantu sabba devata sabba sangha anubhavena sada sukhi bhavantu te sadhu sadhu sadhu. Thỉnh sư huynh Pháp Hào tụng kinh đọc phụ. Xin quý vị giữ tâm thanh tịnh, chư tăng sẽ mở khóa kinh an lành và hồi hướng phước. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Iti piso bhagava arahang sammasambuddho vicchacarana sambanno sugato lokavidu. Borisa dhamma sarati sata dewa manusanang bhoto bhagavati swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehimasiko obanajiko bachatang veditabho vinyo iti suvati banno bhagavato savaka sangho ujubati banno bhagavato savaka sangho nyaya varibano bhagavato savaka sangho samichibati banno
Bano Bhagavato Sa Vagasango Yadi Dang Chata Riburisa Yoga Ni Atta Burisa Bhagala Esa Bhagavato Sa Vagasango Aho Nai Yo Baho Nai Yo Dakhi Nai Yo Anjari Karani Yo Anuatarang Vanya Khe Tăng Lô Ca Sa Ti Karani Yamata Ku Sa Lê Na Yang Tăng San Tăng Ba Đăng A Phi Sa Mê Cha Sa Ko U Chu Cha Su Hu Chu Cha Su Va Chu Cha Sa Mô Đô A Na Ti Ma Ni San Tu Sa Ko Cha Su Va Rô Cha A Ba Ki Cho Cha San Lao Ka Vô Ti San Tinh Di Yo Cha Ni Ba Ko Cha A Ba Ka Phô Cô Lê Su A Na Nu Ghi Tô Na Cha Khu Đăng Sa Ma Cha Rê Kên Chi Ye Na Quyên Nhu Ba Rê U Ba Qua Đầy Yom Su Khi Nô Qua Khe Mi Nô Hôn Tu Sa Bê Sa Ta Pha Văn Tu Su Khi Ta Ta Ye Kê Chi Ba Na Vô Ta Ti Ta Sa Qua Ta Qua Ra Qua A Na Qua Se Sa Di Ga Qua Ye Ma An Ta Qua Ma Chi Ma Ra Sa Ka A Nu Ka Thu La Địa Ta Qua Ye Yua Di Ta Ye Cha Đu Re Qua San Ti A Quê Đu Re Phu Ta Qua Sam Pha Quê Si Qua Sa Bê Sa Ta Pha Quan Tu Su Khi Ta Ta Na Ba Rô Ba Răng Ni Cơ Bê Ta Na Ti Ma Nhê Ta Kha Ta Chi Năng Kinh Di Ya Roa San Nha Ba Tiệt Ga San Nha Nan Nha Ma Nha Sa Đô Kha Mê Chay Ya 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 Ta Ni Yang Bồ Tăng A Dụ Sa E Ka Bồ Tăng Ta Ma Nô Đạc Khe E Quam Bi Sa Ba Phu Tê Su Ma Na Sang Pha Qua Ye A Ba Ri Ma Năng Mê Tăng Cha Sa Ba Lô Ka S Miên Ma Na Sang Pha Qua Ye A Ba Ri Ma Năng Mô Tăng A Tô Cha Di Ri Yang Cha Sa Ba Thăng A Quê Răng A Sa Ba Thăng Tê Thăng Cha Răng Ni Sên No Qua Sa Ya No Qua Ya Qua Ta Sa Quy Ka Ta Mi Đô E Thăng Sa Thiên A Ti Tây Ya Ra Ma Mê Thăng Quy Ha Răng Ni Tha Ma Hồ Đi Thiên Cha Nu Qua Gam Ma Si La Qua Da Sa Ne Na Sa Ma No Ka Me Su Vi Nay Ya Ghe Tăng Na Hi Cha Tu Ga Pa Say Yang Bồ Na Re Ti Ti Cha Yang To Bu Ti Ya Mơ Le Sa Ya Nang Nang Di Wa Ta Ro E Quang Toan Vi Cha Yo Ho Vi Cha Ya Su Cha Ya Mang Ga Le A Ba Ra Chi Ta Ba La Khe Si Se Ba Ta Vi Bo Kha Re A Vi Se Khe Sa Ba Bu Tha Năng A Ga Ba Toa Ba Mo Da Ti Su Na Kha Tăng Su Mang Ga Lăng Su Ba Pha Tăng Su Hoa Ti Tăng Su Ka No Su Mo To Cha Su Ye Tăng Ram Ma Cha Ri Su Ba Da Khi Năng Ka Ya Kam Mang Qua Cha Kam Mang Ba Da Khi Năng Ba Da Khi Năng Ma No Kam Mang Ba Ni Ni Te Ba Da Khi Năng Ba Da Khi Năng Ni Ka Toa Na La Phan Ta Thế Ba Da Khi
nê, các báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại. Các báu vật ấy chẳng sanh bằng Phật báo đâu. Vì thế cầu mong sự hạnh phúc phát sanh đến người. Các báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại. Các báu vật ấy chẳng sanh bằng pháp báo đâu. Cầu mong sự hạnh phúc phát sanh đến người. Các báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại. Các báu vật ấy chẳng sanh bằng tăng báo đâu. Vì thế cầu mong sự hạnh phúc phát sanh đến người. Các con đường nước được đầy đủ, nhất là sông và đàn làm cho biến được đầy đủ. Cũng như sự bố thí mà thí chủ làm trong lúc hiện tại đây. Cầu mong cho được kết quả đến những người đã va vang. Cầu mong cho các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người. Cầu mong những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người. Như trăng trong ngày rằm mà đang trăng vậy, cũng như ngọc mani chiếu sáng rỡ ràng. Là ngọc quý bao có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Do nhờ các đức nhất là đức của chư Phật, sự vinh hiển, sự phát tài, sự phát lợi hoặc sự thành lợi văn lưu, sự an vui hoặc sức mạnh, sự phước lợi, sự sống lâu, sự sắc đẹp, sự tấn tài, sự tấn hóa, hoặc sự sống đến trăm tuổi, hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mạng cho được an vui. Tất cả sự ấy cầu mong hằng cầu đến cho người. Những người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào, trước hết phải tưởng nhớ đến cha mẹ đã va vang, phải tưởng nhớ đến chư thiên ngự trong các nơi, nhất là ngự trong nhà, mà chẳng nên bỏng sẻn, nên làm việc phước thí. Lại phải tưởng nhớ đến tư đại thiên vương, hộ trì bốn châu thiên hạ, một là đức vua cứu quê ra, hai là đức vua đã ta ra ta, ba là đức vua quý rôn bắc ca, bốn là đức vua vi rôn ha ca, là chúa cả chư thiên có đủ sự sang cả. Chúa chư thiên ấy nếu được người cúng dường, do phép hồi hướng, người đã làm được việc lành do phép hồi hướng ấy, chẳng phải không hiệu quả, mà chắc thật được sự quả báo. Nếu Đắc Đa Đa Na ấy mà người đã cúng dường rồi, là phước thi đến chư tăng. Đắc Khi Đa Đa Na ấy mới được kết quả lợi ích lâu dài, đến những quyền thuộc đã ba vang, do
nhờ hiệp theo duyên cớ, tất cả hạnh phúc hằng có đến người. Cầu mong chư tiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sở thành lợi thường thường đến người. Cầu mong cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu mong cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu mong cho người được sự an vui trường thọ, cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu và sáng đẹp mà an vui sức mạnh hàng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới trưởng lão. Cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu mong cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ xin cả nhà đọc theo con. Cách trai tăng hợp đạo, gọi đắc khí na đa ná, cúng dường vô phân biệt, đến đại chúng tăng già, bậc phạm hạnh giới đức, bậc phạm hạnh giới đức, bậc vô thượng phước điền, bậc vô thượng phước điền, được vô lượng công đức, được vô lượng công đức, là thắng duyên tế độ, là thắng duyên tế độ, hương linh trong cảnh khổ, hương linh trong cảnh khổ, do thiện sự đã làm, do thiện sự đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do hồi hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, do tăng lực đã cầu, xin tụ thành phước quả, xin tự thành phước quả. A ca sa tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bun nhang nô răng khăn tu sa sa năng a ca sa tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bun nhang nô anu mô đan tu chi răng răng khăn tu nô ga ru a ca sa tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bun nhang nô anu mô đan tu chi răng răng khăn tu nha ta vô a ca sa tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hi thi ca bun nhang nô anu mô đan tu chi răng răng khăn tu pa ni nô a ca sa tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hi thi ca chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ tâm mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh,
Yang kinh du sa la cam mang ca ta băng cơ ri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ca tang ye sa ta sa ni no a sa ni no ca tang bun nha pa lang mai hang sa be pha ghi pha wa tu te ye tang ca tang su vi di tang di năng ye cha ta tan cha nan ti đề qua gan toa ni quê đã dung sắp bê lô cam hi ye sa ta chi quan ta ha ra he tu ca cha nan sắp bê la phan tu ma ma che ta sa ti con xin hồi hướng phước này thâu đến nguyên thuộc nơi đây cho tường cùng là thân tín tha phương quận đã qua vạn hoặc thường hiện nay chúng sanh ba giới bốn loài vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu nghe lời thành thân tín cầu xin mau tụ hồi lãnh thâu quả này bằng ai xa cách chưa hay cầu xin thiên chúng mắt ngay với cùng thầy đều thọ lãnh hướng chung dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai nguyện nhiều tăng chúng đức tài đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành nguyện cho phật pháp thành hành năm ngàn năm chán phước lành thế gian y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hâm tu nha ta vô Y đam qua ta mê phun nhang a sa wa kha ya wa hăng hô tu a na ga tê ca lê do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phương bao mà chúng con đã trong sạch làm đây xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn tại tiền cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai xa thu xa thu. Dạ xin cả nhà nè, gia đình thí chủ cùng cả nhà đọc theo con lời chi phước. Những phước báo mà chúng con đã tạo, những phước báo mà chúng con đã tạo từ quá khứ đến hôm nay, từ quá khứ đến hôm nay nhất là phước báo dân y Ca Thi Na hôm nay, nhất là phước báo dân y Ca Thi Na hôm nay chúng con kính dâng đến ba ngôi Tam Bảo quý cao, chúng con kính dâng đến ba ngôi Tam Bảo quý cao đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên trong mười muôn triệu thế giới ta bà, trong mười muôn triệu thế giới ta bà đến vua trời Sắc Cá, đến vua trời Sắc Cá đến Đức Tứ Đại Thiên Vương, đến Đức Tứ Đại Thiên Vương chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chánh pháp chư thiên hộ trì Đức Ngọc Xá Lợi, chư thiên hộ trì Đức Ngọc Xá Lợi chư thiên hộ trì cho mỗi chúng con, chư thiên hộ trì cho mỗi chúng con chư thiên tại ngôi thiền viện này, chư thiên tại ngôi thiền viện này chư thiên ngự tại tư gia của tất cả chúng con, chư thiên ngự tại tư gia của tất cả chúng con chư thiên hộ trì cho mỗi chúng con, chư thiên hộ trì cho mỗi chúng con xin các ngài hoan hỷ, xin các ngài hoan hỷ tùy hỷ, tùy hỷ thọ nhận phước báo thanh cao này, thọ nhận phước báo thanh cao này cầu mong quý ngài, cầu mong quý ngài được tăng phước tăng thọ, được tăng phước tăng thọ để các ngài hộ trì Tam Bảo, để các ngài hộ trì Tam Bảo hộ độ chư tăng, hộ độ chư tăng nhất là chư tăng tại nơi đây, nhất là chư tăng tại nơi đây cầu xin phước báo này, cầu xin phước báo này xin những vị chư thiên, xin những vị chư thiên các ngài hoan hỷ, các ngài hoan hỷ mách bảo cho thân bằng quyến thuộc, mách bảo cho thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, của chúng con đã quá vãng đến các chiến sĩ trận vong, đến các chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, đồng bào tử nạn các hạng chúng sanh chết tại ngã ba ngã tư đường, các hạng chúng sanh
tư đường, các hạng Atula, các hạng Atula, dạ xoa, dạ xoa, càng tháp bà, càng tháp bà, những loại ngạo quỷ, những loại ngạo quỷ, là thân bằng quyến thuộc của chúng tôi, là thân bằng quyến thuộc của chúng tôi, xin hướng đến vong linh, xin hướng đến vong linh, anh linh, anh linh, hương linh, hương linh, thai nhi, thai nhi, cùng tất cả chúng sanh cần phước báo, cùng tất cả chúng sanh cần phước báo, xin đến đây thọ lãnh phước báo này, xin đến đây thọ lãnh phần phước báo này, được thoát khỏi mọi cảnh khổ, được thoát khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài, được an lạc lâu dài, được kết quả làm người, được kết quả làm người, quả trời, quả trời, cùng quả an vui, cùng quả an vui, và chúng con cũng kính dâng phần phước báo này, và chúng con cũng kính dâng phần phước báo này đến thầy tổ, đến thầy tổ, cha mẹ nhiều đời, cha mẹ nhiều đời, nhất là cha mẹ trong đời sống này, nhất là cha mẹ trong đời sống này, đến các bậc hữu ân, đến các bậc hữu ân, bạn bè thân hữu, bạn bè thân hữu, và xin phước báo này luôn nâng đỡ cho tất cả chúng con, luôn được an lạc trong đời sống hiện tại, là người có chánh kiến, có trí tuệ sắc bén, có trí tuệ sắc bén, do phước lành đã tạo, con không gặp kẻ ngu, bậc trí luôn thân cận, bậc trí luôn thân cận, cho đến khi niết bàn, cho đến khi niết bàn, và khi nào hay tin, và khi nào hay tin, có Đức Phật bảo, có Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, Đức Tăng bảo, bảo tháp thờ Đức Ngọc Xá Lợi, bảo tháp thờ Đức Ngọc Xá Lợi, dù xa xôi cỡ nào, dù xa xôi cỡ nào, chúng con cũng tìm đến, chúng con cũng tìm đến, cung kính, đảnh lễ, cúng dường, sống và thực hành theo chánh pháp, để đoạn tận mọi phiền não trầm luân, chấm dứt dòng sanh tử luân hồi, y đam mê bun nhân, a sa quắc kha gia, qua hằng hồ tú, phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các phiền não trầm luân, y đam mê bun nhân, niết bàn na xá, bát cha vô hồ tú, phước lành này của con, nguyện là nhân là duyên, giúp con thành tựu niết bàn, ma ma bun nhã ba găng, sa pa sa ta năng, ba chê mí, phước lành này của con, xin chia đều đến các sinh linh, tê sa bê, mê sa măng, bun nhá ba găng, la phan tú, mong tất cả chúng sanh nhận phần phước báo này, được đồng điều nhau. Xin đọc cục với con. Buddha sa sa năng, chi răng ti tha tu, Buddha sa sa năng, chi răng ti tha tu, Buddha sa sa năng, chỉ rằng tít tha tu, nguyện cho Phật pháp được trường tồn, nguyện cho Phật pháp được trường tồn, nguyện cho Phật pháp được trường tồn, sa thú sa thú sa thú sa đủ sa đủ sa. Hôm nay quý vị tới dự lễ chùa có hoan hỷ không? Hoan hỷ hay hoang mang? Một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, mây trắng hỏi đường qua, ghé xem trong mắt biết. Và giờ này là giờ chư Tăng đi khất thực, đi bác hồi. Chúng con xin cung thỉnh chư Đại Đức Tăng Quang Lâm ôm bình bát lâm y để đi nhận vật thực và các vật phẩm cúng dường từ quý Phật tử gần xa. Chương trình đi bác hồi sẽ đi theo cái vòng mà diệu Phật hồi sáng đó, chúng ta đi. Rồi, đưa, đưa, đưa. Mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, lẫn nhau
khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, hết khổ đau, không bị tước đoạt, vì hạnh phúc đã có. Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Nơi phương Đông, nơi phương Tây, nơi phương Bắc, nơi phương Nam, nơi hướng Đông Nam, nơi hướng Tây Bắc, nơi hướng Đông Bắc, nơi hướng Tây Nam, ở hướng dưới, ở hướng trên. Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh vật, động vật, mọi chúng sanh có thân và tâm, mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, các bậc thánh, người phàm, chư thiên, loài người, còn hạnh phúc, không có quan trái lẫn nhau, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc, hết khổ đau, không bị tước đoạt, đi hạnh phúc đã có. Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra, xa như cảnh giới cao nhất đến xuống cõi thấp nhất, trong toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất, người chôn giấu tài sản nơi hang sâu mực nước, dụng tâm lúc hữu sự bị phép nước luật vua, hay gặp phải cường hào đem chuộc thân giữ mạng, hoặc trang trải nợ nần, hoặc phòng cơn đói kém, sự cất giấu như vậy là thường tình thế gian, vì tất đã an toàn. Dù chôn sâu giấu kín, có khi bị thất thoát vì tài chủ lãng quên, hay long chủng dời đổi, dạ xoa đoạt mang đi, hay bị kẻ thừa tự sanh lòng tham đánh cắp, hoặc hết phước làm chủ, tài sản tự biến mất. Ai cúng dường đền tháp, năng phụng dưỡng mẹ cha, hậu đãi bậc huynh trưởng, hay khách khứa láng giềng, khéo cất giữ như vậy, không ai chiếm đoạt được. Khi mạng sống chấm dứt, bao của tiền bỏ lại chỉ mang theo phước đức. Phước là tài sản thật, không thể bị chiếm đoạt. Bậc trí tạo phúc nghiệp, thứ tài sản đáng quý, khiến trời người các cõi được mãn nguyện hài lòng. Người màu da tươi sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc vương triều tôn chủ, bậc chuyển luân thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Những hạnh phúc trần gian cùng thiên lạc cõi trời, quả niết bàn vô thượng, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Người có được bạn lành, thuần thục trong thiền định, đạt chánh trí giải thoát, tất cả quả lành này do công đức đã tạo.
bốn tuệ giác phân tích của thánh đệ tử Phật hay độc giác toàn giác, tất cả quả lành này do công đức đã tạo, bởi lợi lạc to lớn của phúc hạnh đã làm, nên thiện nhân hiền trí tán thán và khuyến khích sự cất giấu tài sản bằng tích lũy phước lành. Sa thu lành thay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ với lễ đạt bát hội của chúng con trong ngày lễ dân y Ca Thi Ná hôm nay. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ với phước báo đạt bát hội của chúng con đã làm trong ngày hôm nay. Cõi thấp nhất trong toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong không khí. Vua Bimbisara nằm mộng thấy thân nhân bị khổ quả đói lạnh, đến bạch hỏi Thế Tôn. Đức Điều Ngự bi mẫn chỉ dạy cách tạo phước, hồi hướng các phong linh thoát ly khỏi mọi khổ ách. Các hương linh quá vãng thường đến nhà thân nhân, đứng ngoài vách tựa cửa, ngã đường hay cổng thành, trông chờ hưởng phước thí. Nhưng vì kém phước duyên, hương linh bị quên lãng. Thân nhân tạo phước lành do công đức bố thí, nên phát nguyện bằng lời Ý Đâm Nô Nha Ti Năng Hô Tú Xúc Khí Ta Hôn Tú Nha Tá Vô. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Những thân nhân quá vãng vân tập các đạo tràng, nhận được phước hồi hướng, thường thốt lời cảm kích, mong ân nhân của mình được trường thọ phúc lạc. Người đã tạo công đức chắc chắn được quả lành. Trong cõi khổ ngạ quỷ, không có các sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi. Chúng sanh cảnh giới này hằng mong nhận phước thí do thân nhân hồi hướng. Như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hướng có diệu năng cứu khổ. Như trăm sông tuôn chảy cùng hướng về đại dương, nguyện công đức đã tạo thấu đến chư hương linh. Khi người nhớ ơn trước, do tình nghĩa thân bằng, do tương duyên quyến thuộc, hãy cúng dường trai tăng hồi hướng phước đã tạo. Sự khổ cầu sầu thương cảm trước tử biệt phân ly không có lợi ích gì cho thân nhân quá vãng. Cách trai tăng hợp đạo gọi Đắc Khí Na Đa Ná, cúng dường vô phân biệt đến đại chúng tăng già, bậc phạm hành giới đức, bậc vô thượng phước điền, được vô lượng công đức là thắng duyên tế độ. Hương linh trong cảnh khổ do thiện sự đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, xin tụ thành phước quả. Sa thu lành thai. Mong phước báo hôm nay là nhân là duyên cho tất cả chúng con sớm thoát khổ. Và hôm nay quý vị đang dâng bát đến chư Đại Đức Tăng, đang đặt bát đến chư Đại Đức Tăng, nhớ hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ nhiều đời, nhất là những hạng chúng sanh đang cần phước báo.
Các vị hoan hỷ chia phước đến tất cả chúng sanh nha. Sa thu lành thay. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, gia đình có dân tứ vật dụng đến chư đại đức tăng, quý cô tu nữ mỗi vị một cái vali, một cái dù và một cái khăn. Vị nào chưa có vật dụng thì xin tới nhà ăn để được để thí chủ được dân vật dụng đến chư đại đức tăng ạ. À. Và gia đình thí chủ cũng có dân tứ vật dụng đến chư đại đức tăng, tứ vật dụng chư tăng và quý cô tu nữ, mỗi vị vật dụng tương đương là 500.000. Và tất cả chúng con cũng kính dâng đến các ngài tứ vật dụng tương đương là 500.000. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báo mà tất cả chúng con đã làm trong ngày hôm nay.